biểu. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể khán giả có mặt trong đêm hội hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt tập thể đoàn văn hóa thể thao huyện An Lão xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số là nơi hội tụ giao lưu góp phần bảo tồn và phát triển những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc anh em chung sống trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đêm hội hôm nay, đoàn diễn viên nghệ nhân huyện An Lão sẽ mang đến cùng quý vị chương trình nghệ thuật với chủ đề Vọng mãi âm vang núi rừng. Chương trình gồm các tiết mục Dòng suối trong hôm nay, sáng tác Kim Nhớ, Dịch lời mới Đinh Thị Tuyết do tốt nữ và nhóm múa trình bày. Tiếp đến, trình tấu nhạc cụ truyền thống gồm đàn Vinvut, đàn Brel, đàn Tơ Rưng, Trinh Tốc, Trinh Tiếu, Gòn do các nghệ nhân của đoàn thực hiện. Và cuối cùng là tiết mục làng Hơ Re Vui Hội do toàn đội biểu diễn. Chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Người dân Hơ Re ơn bác đời đời chung lòng gìn giữ quê
hạnh phúc, xuôi trong xanh bay muôn đời. 30 tháng 4 đất nước hoàn toàn thống nhất, mang cho ta niềm hạnh phúc, xuôi trong xanh bay muôn Thank you.
chuối thì còn tròn nạc chứa cô chuối trò linh trò lang trò giang trò kinh trò thần linh thần sông thần núi thần gió thần mưa mẹ cô dân mau mau về đây tìm hưởng lễ Phật chúng con đã chuẩn bị quyền và cánh kính mong các vị giúp cho đoàn văn hóa thể thao Hơ Leo huyện An Lão tham gia ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định hôm nay có nhiều sức khỏe không bị ốm đau. Chúa đừng đến giúp cho đừng nhau chia lai chia tay chia biệt chia tông bật lui bật vui bật em đeo thi chia nhục chia nhì thôi mặc chấp giúp cho con mắt sáng hơn cái chân nhanh hơn cái tay khỏe hơn cái miệng hát hay hơn để giành được thành tích cao. Chúa giang một lòng còn nghe về văn bàn chúa đồ nghe và con bác mặt lòng là tông còn nghe còn đang đánh giao về quật đi gầu họ về bệnh của nó đông lai của nó đã cần con đưa vì làm con tăng vì thế và nó ba lê nhìn có và chúa nói ra những lời hay lễ đẹp để cùng giao lưu học hỏi chia sẻ và cùng cảm ơn sự tinh hoa đoàn kết giữa các dân tộc anh em chung sống trên quê hương Bình Định anh hùng. Nhìn một đồ bia bia à ốc đẹp các bạn các anh Mọi cô vài béo gõ gõ ô bà sao hả chim hỡi dân là đi qua bên quy bên bè hỡi người già người trẻ con gái đi bạc lô đó chính là khoang bà đây thôi mau mau về đây cùng uống rượu cùng đánh cùng hát cùng múa vui để cùng đón mừng ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ 17 năm 2024. Mau mau bà con ơi. Thank you.
Chúc ngày hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.